Ơi, mẹ con mình đã giờ tới nhà ngoại rồi nha. Bây giờ mẹ con mình đi xuống biển nha. Rồi, bây giờ vừa khác, thay đổi nhiều quá. Con mang đôi dép lại cho đàng hoàng coi. Con mang dép đi chơi cát khó lắm, con mang giày đi chơi cát thì còn dễ. Bây giờ mẹ con mình đi xuống biển nha. Ơi cả nhà ơi, mẹ con mình đi ra biển nè. Biển về đây đẹp lắm đó cả nhà. À, đó. Nhà mình xuống biển gần lắm nha cả nhà. Bên kia người ta bán quán. Ôi, biển đông ra chưa? Đẹp luôn. Ôi, vậy là hồi nãy mình đi cái tàu bên đó hả? Bây giờ mình sẽ đi băng qua đây ha. Đây, đây cả nhà ơi, cách nhau con sông này. Nhà mình cách nhau con sông với bên kia người ta bán quán. Mẹ bên kia còn đây, biển nè cả nhà. À, cát nhìn đã chưa? Đây nè. À, nó trắng như nè cả nhà. Đó. Nó trắng, cát trắng luôn. Trời ơi, cát dính này dép. Bắt còng hả? Hả? Ăn còng không? Ê. Đó. Đào được không? Được. Mất tiêu luôn. Vẫn đánh dấu được mà. Ôi. Mất tiêu rồi. Ơi, thấy hang rồi nè. Thấy hang mà đào đâu ra đâu. Bắt đi. Sao mà chạy đào á, đang chạy xuống nhà. Ờ. Sợ quá. Wow. Ô, dưới kia cá hát kìa. Dưới kia cá hát kìa. Hả? Bên mình cũng có kìa, trên kia cũng gì kìa, trên kia cũng có hát kìa. Đó, trên kia kìa. Biển. Ôi, biển êm ghê chưa? Hả? Có ruồi, con ruồi, ruồi bay. Trời ơi, về ngoại là ghiền cát, rất sợ luôn kìa. Tao sao mà bắt được? Gấp lại luôn. À, gấp lại cho lên thiên đàng. Bây giờ mà có thùng nước á, đổ vô. Nó thêm nó ngập nước rồi, nó chỉ đâu. Ôi, bắt được con còng luôn. Wow, siêu giỏi quá ha. À kia, đem ra đổ cái chai nước đi, đổ lấy cái chai nước nó đổ đó đi, xong rồi lấy cái chai bỏ vô. Đổ nước ra đi. Khoan, con này có thể. Đổ nước vô. Đấy đây. Đây mẹ. Cái gì em mang trên được, được bắt được hai con còng gió nhỏ nè. Nó chạy tung tăng ở trong nè. Bắt được con còng mà nó la còn hơn là gì luôn. Đó, tiếp một em nữa. Ba em luôn. Tiếp luôn. Được cái vỏ con này vỏ con hào á, cái này con hào, vỏ con hào nhìn cái màu đẹp ghê nè. Má tía nó đè xuống là có cua à, đó đó rồi, chụp vô đó. Đây, thêm một anh nữa là bốn anh luôn, giỏi quá. Thôi con cầu à, con này mới đào. Con mang dép là đàng hoàng ở mức dép của ngoại bây giờ. Mày dép lại coi. Bắt được 3 con hả? 4 con hả? Mẹ lấy cái này đi. Mẹ đánh mẹ. Đi nét cho xe con. Xe. Nét vô. Đi. Ồ, có cây gầm ruột đó lên đây vẫn còn ha.
đi lên tới cái bản cơm hơi trắng vậy. Đi trong về tắm nó giật cao hả? Ừ hả, mẹ đâu biết ngồi nấu cơm gì. Đây vậy nhỉ, mình thì bây giờ mình đi về nhà này là nhà mẹ mình nha. Đây. Nó vàng. Chạy mà em nhanh nhạc. Luôn rồi nè. Ừ. Nó chạy nhanh hơn gì nữa. Bây giờ con lấy đồ ngủ ra, con men vô con thay á thằng nè. Ờ, đi vô lấy đồ đi tắm rửa. Ê. Đây nhà, nhà gia đình nhà ngoại mình, nhà mẹ mình nha. Hả? Ờ. Vô bật đèn lên tối thui vậy. Mà sớm vậy trời. Con giỡn mà. Mình mở cửa không? Không. Không có tắm, không tắm giỡn gì. Tắm đây mà có tắm giỡn ra phần nhà tắm kìa tắm nha. Đi vô nhảy quốc dây đấy nha. Bật cái đèn lên con. Thôi. Cua nè. Nó bắt, nó bắt mở la làng tới sợ luôn. Bắt được cái mừng la làng. Cắn đầu gì vậy? Cắn đầu gì? Không. Ờ, vô tắm đi. Con bỏ cái này xuống đi ra lấy đồ, người con đâu có ướt đâu. Đồ cái này đó. Đồ con trên tủ à. Trên đây. Đây trên đây nè, trên đây. Hả? Đây đây đây. Con đây. Đây. Đồ đâu? Bây giờ mình đi cho mấy bé đi tắm cái nha.